Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây sẽ là những nhận định về tình hình thời tiết chung trên cả nước. Hiện nay, lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và biến tính. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên nhiệt độ miền Bắc tăng, trời đỡ rét. Thời tiết các khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa này, trên cao là rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên nắng cả ngày, mưa rất ít và khô hạn. Thưa quý vị, hiện nay tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch tắm biển. Với tiết trời có nắng cả ngày, nhưng nhiệt độ ngày đêm lại chỉ dao động từ 25 đến 29 độ. Kèm theo đó là trời không mưa và có gió nhẹ, dường như là thời tiết rất lý tưởng để du khách có thể tránh xa cái lạnh giá rét của miền Bắc hay những nhịp sống ồn ào, tấp nập với cái nắng oi ả của miền Nam để hưởng thụ một không khí mát mẻ, yên bình của những địa danh du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Phú Yên. Ngoài các địa danh như Vũng Rô, khu Bảo tồn thiên nhiên đèo cả, núi đá bia và tháp nhạn, thì còn có một địa điểm vô cùng đặc biệt mà du khách không nên bỏ qua, đó chính là gành đá đĩa. Cấu tạo tự nhiên của gành đá này là khá kỳ lạ bởi nó là những cột đá hình ngũ giác, lục giác dựng đứng thành từng cột khít nhau, đều tăm tắp như được xếp đặt hơn nữa sự sắp xếp có trật tự và ăn khớp của những cột đá đã tạo nên những khoảng bằng phẳng mà du khách có thể ngả lưng thoải mái nhìn từ xa gành đá đĩa như là một tổ ông khổng lồ đen huyền và càng nổi bật giữa một màu xanh của biển phía nam đá đĩa có bãi tắm nước trong vắt bờ cát hình lưỡi liềm trắng sạch và mịn dài khoảng 3 km. Phía Bắc có bãi đá nham thạch rất đẹp trải dài trên 500 m. Đến với gành đá đĩa, du khách chắc chắn sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ bên cạnh người thân và bạn bè bằng các hoạt động như là cắm trại, tắm biển, câu cá. Để lựa chọn những điểm du lịch hợp lý, sau đây mời quý vị theo dõi những dự báo chi tiết các vùng du lịch trên cả nước. Tại Điện Biên, Sapa, Tam Đảo, thời tiết ấm lên đôi chút, tuy nhiên trời còn nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chi chiều giảm mây trời nắng. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất ở mức 17 độ và cao nhất là 27 độ. Còn tại Sapa, nhiệt độ là từ 9 cho đến 17 độ. Tam Đảo, nhiệt độ biến đổi trong khoảng từ 12 cho đến 14 độ. Tại khu vực Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng, tiết trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Hà Giang nhiệt độ phổ biến từ 15 cho đến 17 độ. Còn tại Huy Hạ Long nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ, cao nhất 23 độ. Hải Phòng nhiệt độ giao động từ 18 cho đến 23 độ. Thời tiết sầm sơn, phong nha kẻ bàng, Huế còn có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét. Tại sầm sơn, nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ và cao nhất ở vào khoảng 20 độ, độ ẩm khoảng 90%. Phong nha kẻ bàng nhiệt độ giao động từ 20 cho đến 23 độ, còn tại Huế thì nhiệt độ ngày đêm giao động từ 20 đến 28 độ. Qua khỏi đèo Hải Vân, trời ấm hơn, thời tiết Đà Nẵng và Hội An nhiều mây, có mưa rào và rông. Riêng Bà Nà còn tiếp tục có sương mù và trời rét. Cụ thể, tại Đà Nẵng, nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ 23 cho đến 28 độ, độ ẩm khoảng 80%. Hội An, nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ, cao nhất 27 độ, độ ẩm 85%. Tại Bà Nà, nhiệt độ chỉ từ 15 cho đến 20 độ và độ ẩm là 70%. Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, mây thay đổi và trời không mưa nên thời tiết khá thuận lợi cho du lịch. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất ở mức 10, 25 độ và cao nhất là 28 độ. Mũi Né, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ. Vũng Tàu, nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 31 độ, độ ẩm là 65%. Thời tiết cũng khá thuận lợi tại Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt khi nơi đây được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét về đêm và sáng sớm. Tại Pleiku nhiệt độ thấp nhất ở mức 17 độ và cao nhất là 29 độ. Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Còn tại Đà Lạt thì nhiệt độ ngày đêm chỉ từ 14 cho đến 22 độ. Những khối mây đối lưu phát triển nên Nam Bộ có mưa nhỏ vài nơi ở vùng ven biển, các nơi khác chủ yếu ngày nắng đêm không mưa. Tây Ninh không mưa, nhiệt độ thấp nhất ở mức 23 độ và cao nhất là 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không mưa, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 32 độ. U Minh sẽ có mưa rào nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 32 độ. Còn tại vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, Phú Quốc, thời tiết khá thuận lợi. Tuy nhiên, tại vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo, sóng gió còn ở mức cao nên không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động, đặc biệt là tàu thuyền du lịch. Nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo là 26 độ, cao nhất 30 độ. Còn tại Phú Quốc thì nhiệt độ biến đổi trong khoảng 25 cho đến 31 độ. Đây cũng chính là thông tin cuối cùng của bản tin dự báo thời tiết du lịch ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!